Một, quá là bẩn luôn chứ không phải là bẩn. Từ đợt mua xe này hả anh trai? Thoải mái luôn. Anh ơi, từ đợt mua xe này hả anh? Ôi trời. Kinh quá, kinh quá. Quá là bẩn luôn các bạn ạ. Con này là lọc gió khô các bạn, không phải lọc gió dầu đâu các bạn nhé, mà nó bẩn kinh này các bạn này. Anh không xịt à? Không ạ. Trời ơi, quá là bẩn luôn. Đấy các bạn thấy không? Quá là bẩn luôn. Anh úp theo chiều xuống dưới đấy các bạn chuẩn luôn anh ơi. Đấy nó đấy, như thế đấy. Đấy các bạn nhá, rất là đơn giản luôn. Thay lọc gió này cực kỳ đơn giản. Chưa đầy 1 phút là xong các bạn nhá. Đấy, đây là lọc gió của X8 bản đủ này. Bản thiếu, bản đủ khác nhau. Khi anh em mua anh em nhớ nói cho mình là bản đủ với bản thiếu nhá. Vì Việt Nam mình nó có hai đời xe. Con này là bản đủ, còn con GT là bản thiếu. Đấy, lọc khác nhau hoàn toàn các bạn nhá. Còn đây là bản đủ, hàng xịn Mobit luôn. Đây lọc anh trai là xịn theo xe, từ đợt mua xe này các bạn này. Đấy, ok các bạn. Đây là xong. Nó có 4 cái chấu thôi, các bạn tháo ra lắp vào là xong luôn. Rồi, ngon luôn, xong luôn, êm luôn. Vẫn thế thôi anh ơi. Em cảm ơn anh, thank you anh nhiều. Có gì alo cho em nhá. Anh chạy nhá, có gì alo cho em nhá. Ok anh. Đây, xe của bác Tài đây các bạn. Anh yêu anh trai rất nhiều luôn. Anh em nhớ ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 09788-23083 và 09788-23083. Vẫn đi luôn các bạn. Vẫn đi luôn.